Xin chào tất cả anh em ha. Nay mới về lô hoa giấy cũng khá đẹp nha anh em. Đây là giấy dạng hoa lầu hay là tím Huế nha anh em. Hình rất là đẹp luôn ha. Rồi quay sơ lại, anh quay lại cái góc cho anh em xem. Quay bên kia. Chỗ chặt hẹp thì anh em cũng thông cảm giúp nha. Cụ đế cũng khá bự ha. Thì nó trên cái lần này nó cũng có bị hư rồi nha anh em. Nói chung là nó già quá, hoa giấy mà. Nè. Quay cho anh em xem nè. Lũa ha. Nó lũa trong này nè. Sống cây sống khỏe ha. Những cây rất là mạnh anh em yên tâm vụ đó ha. Dạng hoa lầu nha anh em, tím Huế. Nó cũng có bị một lần ở trong nha anh em. Hoành 28. 28 ngay vị trí này nha. Tàn dài ra là 1m3. Chiều cao là 1m2. Rồi, cây mã số là A1 ha. Cái gọng rất là đẹp. Quá trời dạng hoa lầu luôn anh em ơi. Này người ta làm theo cái chữ mà trung tâm. Rồi cây này có mã số là A1 nha anh em. Dạng hoa lầu. Cây này thì em giao lưu với anh em là 5 triệu ha. Em bao ship nha anh em. Này đáng chơi nha. Nói chung đóng cái khung cũng hơi mệt rồi đó anh em ơi. 5 triệu em bao ship. Không nổi được cậu ơi. Rồi tiếp tục là cây giấy có mã số G2 nha anh em. Đó, hàng cũng khá là khủng. A2 chứ, mã số A2 nha anh em. Cây này cái cổng rất là đẹp ha. Cũ khá to ha. Hoành là 44. 44 hoành. 44 cao hoành. Chiều cao là tầm 2m hả cô chú chị. Cây cũng khá cao nha anh em. Cây mã số là A2 nha anh em. A2. Rồi cây này em giao lưu với anh em rẻ thôi anh em ơi, 2,5 triệu thôi ha. 2,5 triệu em bao ship toàn quốc ha. Củ khá là to nha anh em. Củ nè. Nó dở cái là có mặt sẹo bên đây một chút xíu thôi ha anh em. Nhưng mà liền rồi nè. 2,5 triệu em bao ship. Bao ship toàn quốc luôn ha. Mã số là A2. Tiếp theo. A3. Rồi tiếp tục là cây giấy có mã số là A3 ha. Hàng cũng khủng long không á nè. Rồi đâu hoành đại đi em. Nguyễn cũ à. Hơi khó quay ha. Đơn ngay cũ này là 68. 68. Cái thằng ở trên này. Cái thằng ở trên này là 47. 47. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao tầm 1m7 à. 1m7, 1m8 gì đó. Đó, hàng khá khủng nha anh em. Nó có dở cái là nó có cái rễ chỗ này thôi chết nè. Nhưng mà anh em yên tâm ha, cây sống khỏe lắm. Có cái cọng rễ bên đây. Cọng rễ bên đây thì bình thường không sao ha. Nhưng mà cây rất là mạnh. Anh em yên tâm đi, quay sơ sơ nhẹ nhẹ lại mới. Giấy rất là dễ sống ha. Giấy rất là dễ sống. Đó, cọng rễ là bình thường ha. Bao sống cho anh em luôn, anh em yên tâm cái vụ mà sống đó, ha. Giấy hàng khá khủng nha anh em. Mã số là A mấy? A3 ha. Rồi cây này em giao lưu rẻ anh ơi anh em ơi. 2,5 triệu thôi luôn. 2,5 triệu bao ship luôn đó nha anh em. Ship xong là hết triệu. Đó. 2,5 triệu bao ship luôn ha. Bán xả hàng luôn. Rồi, tiếp theo là cây bông giấy có mã số là A4 nha anh em. Đó, lắc lượng rất là đẹp ha. Cây một cốt luôn nha. Vẫn còn lá xanh nè. Cây này là bao hàng, rễ ok hết. Rồi tiến hành nó hoành đi. Hoành ngay vị trí nè là 49. 49 hoành. Chiều cao là tầm 1m8. Cỡ 1m8 đến 2m anh em ơi. Hàng cũng khá là khủng. Cây A4 nha. Rễ thì ok hết trơn nha anh em. Thằng lắc lượng rất là già, cây lắm rồi anh em ơi, bự lắm nha. Rồi cây này thì em giao lưu với anh em là 4,2 triệu bao ship toàn quốc nha anh em. 4,2 triệu bao ship toàn quốc A4. Chừng gớt. Rồi tiếp tục cây có mã số A5 ha. Rồi quay tiếp chỉnh bông giấy nha anh em. Giấy sát pháo ha. A5 cũ rất là quái luôn nè, quá trời cũ luôn anh em ơi. Cái hoành thang chỗ này là 38. 38 hoành. Cái cũ đặt ở chỗ này là 80. Rồi. Ngay xúc vậy ha.
tiền trúng đầu. Chiều cao là 1m1. Rồi cây có mã số là A5. Cây này thì em giao lưu với anh em rẻ hơn anh em ơi, 4 triệu bao ship toàn quốc nha anh em. A5. Đó, anh em thấy cái củ đế không? Rất là quái luôn, hình thú luôn ha. Rồi xuống em ơi. Để tới cây nguyệt quế nha anh em, mã số A6 ha. Nguyệt quế lá nhỏ bông chùm nha anh em. Nè, bao lá nhỏ bông chùm luôn nha anh em. Đó. Rồi anh em xem nè. Đó, bao bông luôn. Đó, bông chùm luôn nha anh em. Bao thơm luôn ha. Nó rụng bớt rồi đó anh em. Đó nè. Thơm từ trường tới nhà luôn. Đó, bông ghê gớm bông thiệt chứ. Hoành 38. Hoành 38, đế nở luôn nè cô chú chị ơi. Chiều cao là 65. Đó, quá trời luôn. Thơm quá thơm luôn. Rồi cây A6 ha. Rồi cây này thì giao lưu với anh em rẻ thôi, 2,5 triệu nha anh em, bao ship toàn quốc nha. Lá nhỏ bông chùm, anh em thấy bông rồi đó. Dữ lắm bông luôn. A7 cũng là cây mini. Quế lá nhỏ bông chùm luôn, mini luôn. Đẹp lắm cô chú anh chị. Rồi đâu hoành em. 13. Chiều cao là 45. Cây sống khỏe ha cô chú anh chị, đâm đòn rất là mạnh nha. Cây rất là khéo ha. Rồi cây này giao lưu với anh em 500k bao ship toàn quốc ha. 500. Rồi tay cái A8. Cây này có lỗ ha cô chú anh chị. Đây. A8 nè. Đó. Rồi. Quá trời luôn. Hoành 30. Có mặt lửa này đẹp ha anh em. Mặt lửa này chạy tới đây luôn nè. Đó, rất là đẹp ha. Lửa. Sành hết trơn. Sành hết trơn, về mình xử lý thôi ha. Chiều cao 1m13. Rồi cây luôn. Cây có mã số là A8. Đó, đấy đẹp. Rồi cây này giao lưu với anh em là 900k thôi anh em ơi, 900k bao ship toàn quốc ha. Nguyệt quế lá nhỏ bông chùm nha anh em. Cho đó anh em yên tâm nha, bông chùm chùm như đó nè. Đây quay lại cho anh em xem nè. Đó. Bông ghê gớm bông rồi chứ, bông chùm chùm luôn. Thơm rất là thơm ha. Rồi mã số là A9. Đẹp giảng bài để quá trời đế luôn nè. 34 hoành. Chiều cao là 90. Chiều cao 90. Mã số là A9. Cây này già lắm không biết gì. Rồi cây này em giao lưu với anh em là 2,5 triệu bao ship toàn quốc luôn ha. Đó, hàng khá là đẹp. 20. Đó, cây cần thăng ha. Dán bay bay đổ đổ anh em cắt đây chơi cũng được, hoặc là để dán bay ha. Trời quái ha. Hoành chỗ nhỏ nhất là 24 ha của chú chị. 24 hoành. Cũ. Nguyễn cũ. Cái cũ này 56 ha. Chiều dài. Chiều dài là 85. Rồi quay sơn cái A10 nha. A10. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị là 800k thôi, 800k rẻ thôi, 800k bao ship toàn quốc luôn nha, cây cần thăng nha. A11. Ồ cây này nhất trụ kình thiên nha. Nó bị ta chặt á. Ta chặt nha. Chặt cỏ đó, chính vô nè, mấy miếng. Nó kéo sẹo trơn. Nó kéo sẹo hết trơn. Cây mạnh lắm. Hoành 33. Chiều cao là 70. Đó, mã số là A11 ha. Quá trời luôn, đẹp luôn của chú chị ơi. A11. Gai đó. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu nha. A11 1,5 triệu nhất trụ kinh thiên luôn, cần thăng luôn, thăng tiến luôn. Kim quýt. Đây là cây mã số A12, cây kim quýt. Đó, để quá trời đế luôn của chú anh chị ơi. Là 35 quần. Đế là 96. Chiều cao là 55. Rồi mã số luôn em ơi. A13. A12. A12. Rồi cây kim quýt nha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu em bao ship toàn quốc, 1,5 triệu. 1,5 triệu bao ship toàn quốc ha. A13. Đó, cũng là cây kiên quýt luôn. Cây rất là già. Giống con sai nha con chị. 23 hoành. Chiều cao là 40. A13.
Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị là 900k thôi, 900k bao ship toàn quốc 900. A14 đây, cây kim giòn đó quý anh chị. Cái kim đẹp giòn à, đẹp lắm anh. Đó, mai chiếu thủy kim giòn, bông rất là thơm, sai bông. Đây là mai chiếu thủy, loại mai chiếu thủy bông nhiều nhất trong các loại mai chiếu thủy ha. Hoành 21, chiều cao là 39, chiều dài của cái mình này là 15. Rồi, mai chiếu thủy kim giòn ha, rất là đẹp luôn, mẫu tử luôn. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 900k thôi, 900k A14. Tiếp tục cây kim giòn thứ hai, tam tài luôn, ba thăng luôn á của chú chị, tam tài luôn. Một củ ba thăng nha, thăng vàng rồi nha. 32 hoành, chiều cao là 38, đế nở ha của chú chị. A15. Rồi cây này thì em giao lưu với anh, cô chú anh chị là 1 triệu ha, bao ship toàn quốc luôn, cũng là kim giòn luôn ha. A16 đó, đây cây trà Phúc Kiến nha, hàng khủng long nha, hàng này hiếm nha cô chú anh chị. Cây trà Phúc Kiến mà kiếm kêu gốc bự cái này hơi khó nha. 39 hoành, chiều cao là 35. Đó, cây trà Phúc Kiến nha, gốc khá là to đó, cây A16 ha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu ha, 1 triệu em bao ship toàn quốc luôn. A17. Đó, hàng cũng khủng luôn nè. Trà Phúc Kiến luôn ha. Quá trời cây đẹp rồi. 33 hoành, chiều cao là 40. Nó nu luôn nè. Già dữ lắm, già luôn. Cây A17 ha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 1,2 triệu, cũng là trà Phúc Kiến luôn. Nặng lắm đó. A13. A18 cũng là cây me cuối cùng nghe, cây me chua nha, quá trời giống như cái hang động ha, bộ đế luôn. Hoành trên đây 17. 17, chiều cao là 50, cái hoành cũ đế, cái hoành đế của nó là 65. Quá trời cái bộ đế luôn của chú. Rồi A18 ha, cây này giao lưu với cô chú anh chị là 900k thôi. Đó, hàng rất là đẹp luôn, quá rẻ luôn, 900k bao ship toàn quốc luôn ha. Rồi xin chào cô chú anh chị nha, hẹn cô chú anh chị ở clip sau nha.